Bà ơi. À chào chị. Bà đâu rồi chị ơi? Bà đang làm thuốc. À, đang làm thuốc cho My ạ? Cho anh. À, cho anh nhà chị ạ? Vâng. Ngân xin gửi lời kính chào, lời kính chúc sức khỏe và lời cảm ơn đến toàn thể quý ông bà, cô chú, các chị cùng các bạn đang quay trở lại video tiếp theo trên kênh Cuộc Sống Tây Bắc. Hiện tại Ngân đang có mặt tại nhà của bà Nương. Ngày hôm nay là ngày thứ ba. Đáng lẽ ra thì Ngân giờ này đã có mặt tại Bệnh viện Việt Đức để đưa cháu My xuống dưới kia để làm thủ tục để ngày mai tiến hành phẫu thuật. Tuy nhiên là cái quyết định của cháu My cuối cùng là sẽ tạm dừng một thời gian để nhờ bà Nương hỗ trợ. Thứ hai nữa là cũng cháu cũng muốn là đi xét nghiệm cái phần tủy của mình để xem là có phải là u lành hay u ác, ông bà cô chú ạ. Đấy là cái nguyện vọng của cháu My, và Ngân cũng đành phải tôn trọng cái ý kiến của cháu, bởi vì đấy là sức khỏe, là tính mạng của cháu. Đầu tiên thì Ngân xin gửi lời cảm ơn chị Trần Thị My Nguyệt ở bên Úc đã gửi số tiền là 1.815.000. Chị Nguyệt có dặn Ngân là 1 triệu thì dành cho kinh phí hỗ trợ cho cháu My đi bệnh viện khám, còn 815.000 thì gửi cho kênh làm chi phí đi lại. Thời gian này thì Ngân cũng phải đi di chuyển rất là nhiều, cho nên là được sự giúp đỡ thấu hiểu của toàn thể quý ông bà, đấy là cái điều nguồn động viên cũng rất là lớn, giúp Ngân có thêm cái điều kiện để san sẻ yêu thương với các cháu, làm cầu nối giúp đỡ các cháu. Bà đang làm thuốc cho cái anh mà bị tai biến, có theo bà? Dạ. Xong chưa bà? Vâng. À. Làm bắt đầu cho đắp thuốc. Vâng, đắp thuốc là... Vâng, vâng, chắc con hiểu rồi. Đóng cửa bà bật hoa. À vâng, thế con có vào được không? À con vào được à? Hiện tại thì không biết là cháu My ở đâu nhỉ? My ơi! Cháu đang ở đâu đấy? Mặt mũi sao này xước xác nhiều thế? Hôm qua đi đau chân. À thế à? Xem chú hỏi xem là sao mặt mũi xước xác rồi lại đau tay là kiểu nào? Đi dép à? Bị ngã hay sao? Ờ. Người ra đây để xem nào. Chưa hết cái này lại đau cái khác. Hôm qua cháu đi đau thử chân nhỉ? Đại đo sân à? Dạ. Dạ vâng à. Rồi, cứ đi ra đây nhá, với Trung Ân tí nhá. Để Trung Ân vào chỗ bà xem nào. À vâng ạ. Thế là phẳng chưa? Vâng. Bên đây phẳng, bên đây kia. Lúc này mà cái chỗ này hai xương thì giờ nó phẳng như này. Vâng. Hôm trước nó lồi. Lên như này. Ồ, nó lên như này luôn à bà? Ừ. Là hai chục cái chỗ. Con chụp nó vâng. Lồi, nó lồi to này. Vâng. Mới làm thuốc con hai thuốc hút con mới vâng. Vâng. Hôm nay My làm thuốc hai hôm. Vâng. À, hôm nay bà hỏi là bây giờ còn nó còn ọ lên không? Dạ. Nó còn chảy nước dãi nước rớt ra không? Vâng. Nó còn đờm không? Nó bảo không. Vâng. Đắp thuốc ngực bây giờ là vâng. không có đờm. Vâng. Cái thuốc ngực đấy là bà đắp cho cái My. Vâng ạ, nhưng mà là để cái nếu mà nó có u hoặc có gì thì nó ấy, cái đầu giống cuống khổ thì đắp sau lần trước là cái mỏ ác ấy. Vâng, vâng. Sợ nó cái chỗ đấy. Vâng. Mới đắp được 2 hôm thôi. Vâng. Thì hôm qua cô nàng bị ngã cứ động cái cô nàng cứ đau. Dạ, vâng. Ngã đi cho 10 vòng liền nên nó chả cắm mặt chẳng vâng. Đáng yếu. Đáng yếu sức, nằm sấp như này luôn à bà? Nằm sấp như này luôn. Thế mà đầu chán không. Vâng, có nghĩa là chắc đang đi này rúi một cái xong nằm đúng xuống à? Rúi đang nhiên nó xô lên để cái chán này nó phải chảy máu, nó không có chảy tí máu nào. À vâng. Hai chân thẳng lư này. Là nằm bẹp xuống dưới đất luôn. Ừ. Thế là phải dìu dậy à bà? Cô ra cô sốc lại lúc bà đang thì vâng. Lấy nước để đun nước thuốc ấy. Vâng. Thế là chạy. Dạ. Chạy ra nhìn thấy cháu vừa buồn cười vừa bực mình. Vâng. Chú còn làm một câu mày tập để mày khỏi chết chú hả? Có khả năng anh này lại còn khỏi nhanh hơn cháu My bà nhỉ? Bảo là đến mùng 8, mùng 9 này cho về mấy hôm để trông nhà, trông bà. Vâng. Không ai trông trẻ. Vâng. Tự dậy. Hôm nay tự dậy. Tự dậy, tự đi. Vợ vừa lên đấy. À, vợ vừa lên.
bây giờ là cũng cũng tự sinh hoạt được rồi. Tự đi, tự tắm, tự ấy rồi. Mát đây không? Vâng. Nhưng mà anh ơi, em hỏi khi không phải anh bỏ qua em nhé. Cái đầu của anh là bị làm sao này? Đấy, tại nằm nhiều quá. Cái đầu của anh này á, nằm nhiều quá mà nó bị như này anh? Ủa, em tưởng là bị tai nạn hay cái gì xong rồi nó bị xước kia chứ? Ồ. Vâng. Nằm bất tỉnh luôn anh. Ồ. Chảy cái máu mồm mũi. Chảy máu mồm máu mũi luôn. Khớp nhỉ, tức là bị quá là nặng luôn nhỉ. Vâng. Dạ. Vâng. Vâng. Em cứ tưởng là anh bị tai nạn này cái gì chứ nhìn cái đầu mất đi nhiều giống như mất đi mảng da. Nằm nhiều quá nó không đau. Có lúc lúc đấy kiểu giống như cấp cứu bất tỉnh nhưng cứ nằm thế thôi đúng không ạ? Không chạm à. Không gội là bắt đầu gãi nữa nằm nằm bất tỉnh xong lại thuốc không vào. Vâng. Không đi tiểu được. Vâng. Bây giờ nó phù lên. À phù lên sưng lên là chị. Phù lên hết cả thân thể. Vâng. Cái lúc nó xẹp vào thì nó nguyên hết. À, đây, cho ông bà xem lại một tí nữa xem cái vết mà anh bị ở trên đầu này này. Tai biến nằm lâu quá bất tỉnh nhanh ấy cấp cứu ở bệnh viện. Thì hiện tại là cái này là Ngân cứ tưởng là bị giống như kiểu mất đi một mảng da nhưng mà bị phù lên xong rồi nó kiểu như nó vỡ ra. Đó, bây giờ là ở chỗ này là chui cả tóc đi rồi. Không mọc được tóc, cái này nó chui rồi. Bà ơi, bà làm cho anh một tí đi nhá. Con ra ngoài kia để nói chuyện với cháu My một tí nhá. Anh để bà làm đi nhá. Vâng, em ra đây một tí. Bên ngoài này thì nhà bà nương gần đường cho nên là rất là ồn. Chú cháu Ngân định ngồi ở đây nhưng mà hôm trước là về khi mà làm video thì cảm giác nó nhiều tiếng xe cộ quá. Ở trên này là có cái chỗ mà mở nhạc. Cho xem nào, cái ngước cái mặt lên xem nào. Ôi rồi. Một vệt, hai vệt, cả mũi nữa. Răng có gãy con nào không? Vẫn còn nguyên. À, vẫn còn nguyên răng. Thế là tay rồi đau chỗ nào? Đau chú không sờ vào đâu? Đau chỗ cái bả vai nè. Đây. À. Sờ vào cắn trong bên này. Thế là nhưng mà đau có nhói không? Nhói như kiểu con ong con gì nó đốt. Ổn đấy nhỉ, hôm nay có nhạc này thì không biết là con chú cháu mình có nói chuyện có tiện không? Vào trong phòng của bà có đỡ hơn không? Trong nhà của bà? Đỡ hơn tí. Thì hay là đi vào trong phòng của bà một tí nhé. Nhà ở thành phố cho nên là... Nhà đang có đám cưới. Nhà của nào quá. Cái này là tay của cháu không phải là gãy nhưng mà bị bong gân thôi. Chứ gãy mà cháu làm sao mà đi được như thế? Gãy chứ. Gãy là có bây giờ là nó sưng lù lên rồi. Cháu ngã nó đập mạnh xuống dưới đất quá nên là nó bị đau, bị bong gân ấy, khéo ấy. Cũng không phải bong gân nữa cơ. Ngồi lên trên ghế này. Nhà bà có điện không nhỉ? Đây chứ. Đó, sáng tí nè. Khó khăn nhỉ. Nó có đau hôm qua ngã là có bị đau gì đến chân không? Không. À. Chân không bị làm sao đúng không? Ngày sau nó run run đấy. Chân đáng như thế. Đang đau. Đi kiểu gì mà lại ngã? Đang tập đi lúc sáng đi được mấy vòng rồi xong. Cháu có ngước cổ lên được không? Nói chuyện có ngước cổ lên được không? Ngước được, người được, này. Được thì ngước lên. Đi cháu mỏi xong rồi cháu ngồi nghỉ rồi. Lúc đấy bà nấu nước rồi. Bà không trông nữa, thì cháu đi ra một vòng, đi vòng. Vừa vấp hòn đá và chân vừa đá vào nhau nữa, thế là... Vấp phải hòn đá? Chưa có mặt. Thế ở ngoài này là có hòn đá, ngoài sân ấy. Trước em nghịch. Em cò con của chú Tuyến nghịch, thế là vứt ra chỗ đấy. Xong rồi vừa chân cháu đá vào nhau nữa. Thế là nó dập người xuống này. Đá hai chân đá vào nhau. Này. Xong rồi lao đầu phía trước à? Dạ. Có, lúc đấy có cầm nạng không? Cháu đang cầm nạng mà không biết sao. Không chống nạng. Không kịp chống nạng mà không chống tay luôn chú ạ. Duỗi thẳng hai tay. Thế là ngã bụp xuống nằm sóng xoài xuống dưới đất luôn à? Dạ. Em bước cái đầu lên thế nào? Rồi, một vệt ở đây, một vệt ở đây. May là không gãy con răng nào. Đúng không? Tưởng là nó ngã nghiêng một bên nên là tay này đau hơn. À, ngã nghiêng cái bên này xuống, ụp xuống dưới đất này. Như này. Cho xuống cái. Xong rồi nó duỗi thẳng hai chân hai tay ra như... Thế lúc đấy có tự chống dậy được không? Có bà ở nhà không?
lúc đấy có bà đang nấu nước ạ. À. Bà lúc đầu bà đang trông cháu, đang ở nhìn cháu này. Để cháu đi, cháu đi đúng không? Để giữ cháu ấy. Ừ. Xong rồi bà mới vừa vào một tí thôi, ra vừa ngã. Ừ. Xong vợ của chú Tiến ra đỡ, đỡ dậy. Xong bà cũng ra đỡ, xong bà quay vào bà tắt nước xong. Ừ. Là phải bác Dũng ở bên dưới. Ừ. Bác chưa cùng cho quần áo à. Hay cho bánh. À. Xong rồi bác bế vào phòng. Ừ. Thế là đau từ hôm qua, đến giờ là cũng không có tập đi ạ. Chưa tập đi, với lại bà có xóa bóp cũng không được đâu đúng bà không? Chưa bóp được ạ. Đau đúng không? Cần phải nhờ cô tắm hộ. Ừ. À, chia sẻ với cháu Huy là thế này. Đấy. Ngày hôm qua thì Trung Ân vào tận trong nhà của cháu. Đấy. Gặp bố của cháu. Đấy. Và cũng có trao đổi về cái lịch trình là đúng giờ là ngày hôm nay là chú cháu mình là phải có mặt ở dưới bệnh viện để làm thủ tục nhập viện để ngày mai là tiến hành phẫu thuật rồi. Nhưng theo cái nguyện vọng của cháu. Đấy. Là cháu chia sẻ với chú là cháu chưa muốn đi mổ thời điểm này. Đấy. Thứ nhất là một là muốn nhờ bà hỗ trợ thêm bởi vì là cũng thấy nó có cái dấu hiệu là tích cực. Đấy. Thứ hai là muốn đi một cái bệnh viện nào đấy để làm xét nghiệm đúng không? Đấy. Xem cái u ở trong cái tủy của mình là u ác hay u lành. Đấy. Đó thì mới đi mổ. Đấy. Đúng không? Đấy. Thì chú cũng chia sẻ với bố cháu, bệnh viện người ta khuyến cáo là mình đi mổ. Đấy. Đó thì bố cháu thì cũng quyết định là muốn đưa cháu đi mổ. Nhưng mà cái việc này thì không phải là bố cháu hoàn toàn quyết định được. Và chúng con không quyết định được mà là ở cháu, bởi vì là cháu cũng 18 tuổi rồi, không phải là ít tuổi mà mình có thể là mang đi đâu thì mang đi được, đúng không? Trung Ân biết là cái quyết định này với cháu nó cũng rất là khó khăn. Bởi vì là được các ông bà cô chú giúp như thế, và đặc biệt là ở trên cái video á thì có gần như là ông bà nào cũng khuyên cháu là đi mổ đó, nhưng Trung Ân vẫn phải tôn trọng ý kiến của cháu. Là sẽ tạm thời là chưa đi mổ. Đó, không thì hôm nay là phải đi xuống bệnh viện rồi đấy. Đã. Và ngày hôm nay Trung Ân ra đây để là chia sẻ với quý ông bà, cô chú, những người mà đang quan tâm hướng theo sức khỏe của cháu. Đã. Đặc biệt là với những ông bà đã gửi kinh phí để cho cháu đi mổ. Đã. Trung Ân nghĩ là trước sau cũng phải mổ. Đã. Có thể là không phải mổ trong giai đoạn này, nhưng mà giai đoạn sau vẫn phải đi mổ. Đó, đấy là điều mà Trung Ân nghĩ là như thế. Cho nên là chú cũng vừa mới thông báo xuống dưới bệnh viện Việt Đức là tạm thời là do là cháu My là chưa có đạt đi thể trạng cái tinh thần để đi mổ. Dạ. Cho nên là xin các bác sĩ là tạm hoãn rồi đã. Dạ. Đó thì cháu bây giờ là cái này nó mình không thể nào là lường khương được đâu. Đấy, nó liên quan đến sức khỏe, cho nên là cháu xem là tập hiệu quả, xem là bà giúp đỡ để xem nó tiến triển ở mức độ như nào. Hôm qua là đi cháu bỏ nặng lên đi vướng rồi đấy chú ạ, tại là cháu đi nhiều vòng quá rồi. Ừ. Xong rồi đi nhiều vòng quá nó mệt đấy chú. Ừ. Nhưng mà cháu ngồi nó chưa đủ mệt đủ đỡ. Thế là cháu đứng dậy đi kiểu gì nó đá chân này đá chân. Như vậy là có nghĩa là cháu thấy là tình trạng sức khỏe của mình là đỡ đi. Đỡ nhiều rồi. Cái chân là đỡ đi đúng không? Chân nhẹ. Ừ, chân nhẹ, không nặng như trước. Ừ. Xong rồi lưng thì không đau lắm. Lưng thì không đau lắm. Chiều tối nó hơi tí. Trung Ân nghe bà nói là có đắp cho cháu cái gì với cái ngực nè, đắp thuốc bên ngực nè. Để nếu nó có u này nó bớt. Nó tán u ra. Tán u ra, nó hút ra vậy ạ. Nó cũng đỡ. À. Nhưng tức ngực lắm. Nhưng mà cháu phải theo dõi kỹ. Chú thì chú cũng không biết là nên, trong trường hợp này thì lòng là Trung Ân không biết là nên quyết định như thế nào. Chú là chỉ rất là muốn giúp cháu. Để sớm lành lặn. Ngày trước mà làm nhà thì nào là xách vữa, nào là bê gạch ầm ầm đúng không? Đấy. Chạy như con sóc đúng không? Mà bây giờ là như này thì Trung Ân cũng rất là muốn là hỗ trợ cháu. Chú muốn là giúp cháu là có cái phương án, cái lựa chọn là tốt nhất. Nhưng mà thực tế là Trung Ân cũng không biết là nên lựa chọn cái nào. Đó, nhưng mà trước mắt là như cái nguyện vọng của cháu như thế thì Trung Ân cũng sẽ hỏi xem là nếu mà đi xét nghiệm như thế thì đi xét nghiệm ở đâu. Được. Cháu cũng hỏi bà, hỏi những cái cô chú mà ngày trước mà bảo cháu ấy, là hay đi xét nghiệm ấy. Được. Hay là xét nghiệm ở đâu nhé. Được. Để biết nếu mà như thế thì chúng mình cũng lại xin ý kiến của ông bà để đi bỏ cái kinh phí để đi xét nghiệm. Được.
đó, hỏi xuống bệnh viện như thế nào để xét nghiệm, nếu mà như thế nào đấy là mình tiến hành phẫu thuật, nhưng mà cần cố gắng khẩn trương cái đấy, bởi vì để lâu không có tốt đâu, để lâu nó cái u nó càng ngày có khi nó càng phát triển, nó to lên thì nó sẽ ảnh hưởng. Bây giờ là mọi cái là do cháu nha, cái chuyện đấy nhá. Ừ, nhưng mà cháu không được không được nghĩ đến cái chuyện mà mình sợ mà không mổ nhá. Bởi vì xuống cái kia mà nếu mà phải làm phẫu thuật ấy thì cháu không cảm giác được đau ở đâu, bởi vì người ta tiêm thuốc mê, với lại cái bệnh mình là bệnh cực kỳ nghiêm trọng nhá, cho nên là không được nghĩ đến cái cảm giác sợ để mà không đi mổ. Nếu mà bắt buộc phải mổ thì vẫn phải mổ. Đó, thì thật ra ông bà của chú là góp ý ở trên video của chú thì gần như là ông bà khuyên là cháu này nên đi mổ. Cho nên là bây giờ là phải tính toán xem là như thế nào nhá. Không để muộn được đâu, để muộn thì sẽ ảnh hưởng sau này cả một tương lai đấy. Chú Ngân chỉ biết khuyên cháu như thế thôi. Cháu cảm ơn ông bà của chú đã cho cháu đóng góp cho cháu ý kiến, khuyên cháu để đi mổ sớm. Cháu cảm ơn ông bà của cô chú đã gửi kinh phí cho cháu đi khám. Cháu không phải là cháu không muốn mổ, mà cháu cũng muốn có sức khỏe tốt. Nhưng mà cháu muốn đi khám thêm và cả đi xét nghiệm thêm ạ. Được rồi, thì cái đấy thì chú Ngân cũng hiểu, không ai là trong cái trường hợp của cháu là muốn mình cứ phải khổ sở vì bệnh cả, đúng không? Không ai là muốn mình trong cái tình trạng như thế này cả. Góc độ chú Ngân thì chú cũng hiểu là cháu cũng muốn thêm những cái phương pháp chắc chắn hơn để trước khi mà mổ, thì chú Ngân cũng rất là hiểu điều đấy. Thì chú Ngân cũng nghĩ là ông bà, cô chú, những người mà dõi theo cháu thì cũng hiểu thôi. Kính thưa quý ông bà của chú, thì trường hợp cháu My thì cháu cũng quyết định như thế rồi. Ngân cũng không còn cái cách nào, bởi vì là cũng tôn trọng ý kiến của cháu. Hy vọng là sẽ có một cái cách điều trị cho cháu hợp lý. Mong là bà Nương cũng bà cũng giúp sức để có những cái cách để chữa trị cho cháu My. Qua đó thì Ngân cũng sẽ tham khảo những cái ý kiến của quý ông bà, cô chú góp ý để xem là đưa cháu My đi đâu để xét nghiệm cái phần tủy như nguyện vọng của cháu My. Sau đấy thì cũng sẽ có những cái phương án để hỗ trợ cho cháu My. Vì hôm nay thì nói chuyện với bà thì cũng biết được rằng là ngoài cái chi phí mà đi mổ mà đóng ở bệnh viện ấy, thì sau đấy nó cũng phát sinh rất là nhiều về thuốc uống, về cái chi phí điều trị sau khi mà phẫu thuật. Cho nên là Ngân cũng rất là mong ông bà của chú, nhà hảo tâm sẽ giúp đỡ thêm cho cháu My. Thế thôi, chú đi ra ngoài kia để xem bà điều trị cho cái chú kia một tí nhá. Bây giờ cháu nếu mà có tập đi thì tập, nghe theo lời bà nhá. Cố gắng lên nhá. Dạ. Chú ra đây một tí nhá. Dạ. Bóc xong rồi bà. Bóc xong thì từ từ em giữ, nếu mà có vấn đề gì dạy được, nhưng hôm trước không dạy được như này anh. Vâng. Bước thấy nhẹ nhẹ chân hẳn đi nhỉ. Bây giờ lại đứng được như này luôn à? Khớp nhỉ, từ cái người mà gọi là nằm mẹp mà bây giờ là đứng dậy được. Chân cũng cứng cứng rồi chứ anh nhỉ? Chân có bắp rồi. Có bắp rồi. Chân đứng như thế được rồi. Không một chân củ lắm như ngọn ở đâu. Vâng. Cái hôm trước là bệnh viện trả về luôn rồi anh? Là hôm bị tai biến. Hôm bị tai biến. Tai biến là bệnh viện trả về. Trả về có nghĩa là nghĩ là không điều trị được nữa à? Không điều trị được. Thế là trả về cho trả mình về đi mua hậu sự à? Chỉ trả về là nghĩa là bảo gia đình là chuẩn bị lo hậu sự. Ui dồi, đến mức độ thế rồi ạ? Kiếp truyền thuốc. Truyền thuốc nhiều quá, truyền nước nhiều nó mới phủ với người nên là mới nằm, nó mới thối đằng sau. Thối cái đầu lên luôn. Đầu mấy cái mông. Vâng. Thế cái thuốc nào bạn? Túi thuốc là cái gì đấy? Cái này là cái gì bạn? Rồi, biết rồi, bạn biết rồi. Thế là đi tiêm kiểu bọn bác sĩ tư nhân ấy. Tiêm đầu lưng ấy, cũng tiêm liệt luôn. Nằm tại chỗ còn không đi được. Lúc tiêm là liệt luôn. Toàn tiêm giảm đau. Thế là
nằm cứng lưng không đi được. À. Thế hôm nay mi có là điều trị cái gì ông bà đau như thế? Tí nữa bây giờ phải làm thuốc đắp cho nó. À, thuốc đắp ạ. Đắp ngực với vai bạn. À, thế bây giờ điều trị cho anh xong rồi đến mi. Đấy, nhưng mà liệu ổn rồi. Nói chung lại bảo đến tầm mùng 8 này cho mùng 8 dương cho về khoảng nghỉ tuần. Vâng. Xóa bóp. Xóa bóp nhiều phải nghỉ tuần. Dạ. Yeah. Xong quay lại. Đây là quay lại điều trị tiếp. Chúng vì là cái này nó chưa thể xuất điểm được. Vâng. Mà cho về và vẫn dùng thuốc không bấm miệng nữa. Vâng. Bấm miệng nhiều. À, dùng thuốc uống hả bà? Không, thuốc đắp. À, thuốc đắp ạ. Vâng. Nhưng bấm huyệt nhiều quá là nó bị tổn thương huyệt. Dạ vâng. Nên chỉ bấm huyệt vào mức độ nào thôi. Vâng. Phải bấm được nhiều. Vâng. 365 độ huyệt thì mình bảo gần hết. Dạ. Vậy là xong 20 phút rồi bà? 20 phút rồi. À, điều chỉnh 20 phút rồi anh. Cái này thôi chỉ có. Vâng, anh có cần nặng không? Có. Vâng. Vâng. Đây. Vâng. Không phải ngồi tí đâu, mình dạy. Ngồi tí mình dạy anh ạ. Được. Vâng. Dạy quá nó bị đôi chân nhá. Từ từ nhá. Dạ. Bàn chân rõ là to nếu mà không người anh đẹp rồi. Vâng. Không phải đẹp như hôm trước nào, bây giờ hai vâng. chân gần bằng nhau rồi. Vâng. Hôm trước là cái chân này này. Vâng. Nó quắt đi này. Vâng. Giá lại. Vâng. Hôm nay là từ rồi hết. Mấy vâng. hôm nay là cho xuống móng chân để cho nó chạy đều đấy. Dạ vâng. Đấy, hôm nay là chân là đều đấy. Vâng. Hôm đầu tiên thì chân một chân quắt hơn đi. Vâng. Để em mở cửa cho anh nhá. Đấy. Cẩn thận nhé. Sắp tới bà còn nhiều bệnh nhân đến nữa cơ, nghe con nghe nói ấy. Đấy, Thái Bình trong này Lạc Sơn nữa thì bây giờ phải lại xây quê nhà này hai người nữa này. Hai người dưới nhà lên ạ. Ừ. Thế thì làm sao mà có đủ phòng mà bà? Phải ở. Không, chỗ phòng mi là ghép hai người con gái vào đấy. Vâng. Phòng bên kia thì nếu mà con trai thì đấy thì ghép vào. Vâng. Thôi ở ghép rồi biết làm nào nhỉ? Nhà bệnh. Vâng, thế thôi. Ở bệnh viện nó còn om, còn không có chỗ ngủ còn phải chịu mà. Bây giờ là đến lượt cháu mi à bà? Vâng. Đập thuốc. Thế từ hôm giờ làm cốc bia được chưa anh? Khỏi đi nhá. Có lúc nào anh mà khỏi được đi được lành lặn em mời anh một bữa bia nhá. Đấy, anh cho anh uống thoải mái luôn nhá. Động viên nhau cho có tinh thần. Đi từ từ thôi, đang đau chân đau tay này. Đau từ đau từ trên đầu tới chân. Đau từ trong ra ngoài. Bố đệ. Thế nào? Chân của cháu My thì bước nặng hơn là cái anh ở bên này. Mỗi người một bệnh. Chào bạn. Dạ vâng, chào. Lên được không? À. Có phải bỏ dép không? À. Vâng. Đấy, phải cố gắng, mình có bệnh là kiểu gì mình cũng phải làm thôi. Nhưng mà chúng ta nhắc lại nha, là không được sợ cái chuyện mổ để mà mình từ chối mổ đâu nhá. Ờ, kiểu gì là mình cũng phải điều trị. Thà đau một lần, ví dụ như mổ ra mà khỏi á, thì còn hơn là cháu cứ cả đời như thế này. Mà thậm chí là nếu mà mình mà không chữa trị vì chẳng kịp thời á, thì có thể là mình còn liệt hơn nữa cơ. Lúc đấy là sống một chỗ, nằm ở một chỗ không đi được nữa cơ. Cho nên là bắt buộc là mình có bệnh là phải điều trị. Cho nên đừng có cái cảm giác là ủi sợ mổ nó đau thế là mình không có đi mổ nhá. Ờ. Thế nên thuốc ở trong này đó bà. Dạ. Nằm đi,
giãn rớt mà. Trong kia là thuốc của bà để vào trong cái trong cái túi này à? Vâng. Dạ. Này cô nàng hay bỏng. Vâng. À bây giờ cái này nó nóng mà bà mà. Nóng vâng. À? Vâng. Ừ. Con sờ vào con sao nhỉ? Ủa, nóng nhỉ. À. Nóng làm sao nó hút được viêm ra? Đúng rồi ạ, nó phải như thế nó mới nên thuốc chứ. Cái này là như hồi nãy mà bà nói đấy, là có nghĩa là hút cái nó hút cái đường viêm nhiễm ở trong cơ thể mình ra. Dạ, vâng. U, là vâng. Như hôm trước mà đi chiếu ở Việt Đức mà đi là người ta ví dụ như người ta xét nghiệm có cái u ở thì bắt u đầu từ hôm đấy về là hôm nay đắp lần thứ ba. U ở cổ ngực là cái này bà. À. Tức là sau lưng là mình áp này. Vâng. Đằng sau cũng được. Vâng. Nhưng mà đằng trước thì nó dạ vâng. Đằng trước thì nó nhanh hơn. À đằng trước thì nhanh hơn. Vâng. Đấy, từ hôm đắp đến giờ là không thấy khạc nổ, không thấy khạc. Vâng. Đây này hai cái đùi này trước là đùi này nó quắt đi, thả lại vâng. Đi về hai đùi nó gần cân nhau rồi. Vâng. Bà hiện tại là đang áp dụng cái bài thuốc. Cái này thì chỉ có bà mới biết được thôi, còn Ngân thì cũng không biết, chỉ biết là bà cái cách làm như này thì sẽ hút cái dịch ở trong cổ ngực, lồng ngực của cháu ra. Và thực tế như cháu My cũng chia sẻ là ngày trước ấy là cháu cảm giác là cái cổ họng là như thế nào? Khó thở với em ạ. Kiểu có đờm cái gì. À, cảm giác có đờm nó vướng vướng đúng không? Đúng. Nhưng mà bà đắp này là cháu thấy đỡ à? Dạ. Phải khách quan mà nói nhá. Dạ. Để con biết nhá. Đấy, bà đắp tốt thì phải nói là đúng như thế nhá. Còn không thì phải nói với bà để phải phản đối luôn, để không phải là cứ bà đáp cho người sợ phải đi bệnh viện mổ xong rồi lại bảo là đỡ đỡ rồi là không được nghe chưa. Đấy, phải nói khách quan để bà còn biết được cái tình hình. Tất nhiên là bà là thầy thuốc thì bà sẽ nhìn và bà sẽ biết được, nhưng mà cháu là cái người mà là người bệnh trực tiếp thì mình phải chia sẻ thật là như thế nào nhá. Ở chân của cháu là không lòng lẻo như vâng. Trước là vâng. Cháu đang phản đối là à. Cái này là bà bảo cháu đạp. Bảo cháu đạp xong rồi bà lại bẻ lên. Vâng. Làm để cho cái cổ chân này cho nó cứng lại. Vâng. Cái xương khớp này cho nó cứng lại. Vâng. Rồi. Bỏ tay rồi. Đang bóp cho bà nhá tụt một cái mất tay. Chân cháu bây giờ là không kêu như lần trước. Vâng. Nó không kêu như cứng. Vâng. Cứng lại cổ chân. Vâng. Dạ, cảm giác tức là hơi mông. Vâng. Hôm nay chưa làm hành. Vâng. Cái phần nào hả bà? Đầu gối. À vâng ạ. Đầu gối với lại cái mông của mình là phải ngồi tí bẹt. Dạ. Cái này bẻ cơ kháng này. Mình vâng. Đấy, như anh chàng kia cũng phải bẻ cơ kháng. Vâng ạ. Nhanh chưa? Nhanh hơn mới lại đi rồi. Xong rồi bà. À, đắp vai. Đắp cái vai cho cháu để cho nó khỏi cái trượt. Cái hôm qua là bị té đấy ạ. À, cái này tức là cùng cái thuốc này nó cũng có nó không, nhiều cái có này nhiều. Nó có mấy cung à vâng ạ. Dạ. Người xương khớp đắp à, tiêu vâng. Viêm vâng. Làm nó tiêu viêm vâng. Tức là cái ngã vâng. Ngã nước là bị dập à. Cầm tí dạ vâng. Xong rồi bà. Vâng. Vậy là kết thúc công việc hôm nay ở đây đấy bà nhỉ. Vâng. Thôi thế này nhá, nếu mà đã quyết định như thế thì bây giờ cũng có quyết định lại không kịp cho cái đợt này nữa. Đúng không? Ngày mai thì đã phẫu thuật rồi, nhưng mà hiện tại chú cháu mình vẫn ở đây thì có nghĩa là tạm dừng rồi. Chú Ngân cũng đã thông báo bệnh viện rồi. Đấy, cho nên là cháu suy nghĩ rồi tìm thêm
một mình chú không biết như nào để có thể là giúp cho cháu. Mình có bệnh rồi, ví dụ như gặp bà, gặp các cô, các chú thì mình hỏi thăm. Thì chú cũng bên cạnh đấy thì chú cũng sẽ tìm cái thêm những cái nơi nào có thể là hỗ trợ cháu cho cháu. Ví dụ như cháu muốn xét nghiệm như thế này thế kia, đúng không? Ngày hôm nay thì chú cũng chia sẻ cái thông tin với toàn thể quý ông bà, đặc biệt là với ông bà của chú mà đã giúp đỡ cháu về kinh phí để đi mổ là tạm thời mình hoãn ở đây nhé. Bây giờ thì mi gửi lời cảm ơn, lời chào của ông bà đi, để chú Ngân cũng khép video ngày hôm nay lại tại đây thôi. Cháu cảm ơn các ông bà, cô chú đã gửi kinh phí để cho cháu đi khám ạ. Cháu xin mời cháu cho quyết định việc đi mổ. Cháu chúc ông bà, cô chú nhiều sức khỏe. Rồi, chú cũng chia sẻ cái thông tin này với quý ông bà của chú và cũng mong là quý ông bà của chú là cũng sẽ thông cảm, bởi vì là không phải là mình không muốn đi, nhưng mà mình muốn nó chắc chắn hơn. Đây là cái điều mà chú Ngân cũng rất là hiểu. Chú cháu mình cùng cố gắng thêm nhá, là tìm những cái hướng điều trị thêm nhá. Và hy vọng là sẽ có cái liệu trình, cái phương pháp, cái hướng đi để tốt đẹp hơn, để giúp đỡ cho cháu để sớm bình phục nhá. Kính thưa toàn thể quý ông bà của chú các anh chị, Ngân cũng chia sẻ về tình trạng của cháu My cũng như là cái hướng sắp đến này. Cháu My quyết định không đi mổ thì Ngân cũng phải tôn trọng ý kiến của cháu thôi, và cũng mong là quý ông bà cô chú cũng thông cảm. Chắc chắn là cháu My cũng rất là muốn lành lặn đôi chân để có thể là đi lại được, nhưng cũng muốn là chắc chắn hơn để mà trước khi mổ thì cũng biết được là cái khối u trong cái xương của mình, trong tủy của mình là u gì, thì Ngân cũng sẽ tìm hiểu để đưa cháu đi làm xét nghiệm trước khi mà tiến hành phẫu thuật. Kính mong quý ông bà cô chú là cũng sẽ chia sẻ giúp đỡ thêm để cho My có thể là có cái điều kiện tốt nhất trước khi mà phẫu thuật. Video ngày hôm nay thì Ngân sẽ khép lại tại đây thôi ông bà cô chú ạ. Một lần nữa xin gửi lời chân thành cảm ơn sâu sắc nhất đến sự giúp đỡ, động viên cả về vật chất lẫn tinh thần của toàn thể quý ông bà cô chú các anh chị cùng các bạn. Xin hẹn gặp lại toàn thể quý ông bà cô chú các anh chị ở những video tiếp theo trên kênh Cuộc Sống Tây Bắc. Chú Ngân nghe là bảo là cháu là đang nghĩ cái gì về con gái ấy, đúng không? Thì bây giờ chú Ngân sẽ gửi kinh phí nhé, xong rồi cháu gửi cho bà. Bà ơi, à bà đây rồi. Cái phần mà hỗ trợ cho My cái thuốc gì đấy, thuốc về con gái cái gì đấy bà. Vâng, thì vâng ạ, thì thôi biết như thế thôi bà nhỉ. Thế con có hết bao nhiêu tiền à bà, cái đấy tầm? Thế nào bà đang mua đồng được. Vâng. Thế bây giờ dạ, bà lòng cho mua thì con gửi, cứ gửi bà thêm 1 triệu nhé. Vâng. Bao nhiêu bà cầm bấy nhiêu. Vâng thì nhiều đâu. Dạ. Có thiếu cái gì thì bà cứ dặn con thôi. Bây giờ con gửi bà. Thì ba mai. Chiều mai đi mua thuốc. Mai cho đi siêu âm luôn. Đấy vâng ạ. Thì có gì bà hỗ trợ cho cháu My vậy ạ. Vâng. Một thuốc rồi đi siêu âm luôn hả bà? Vâng. Mai cho thì ta gần thuốc đi siêu âm luôn. À vâng. Siêu âm luôn thì siêu âm luôn. Dạ vâng. Vâng ạ. Vâng. 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 Thế ạ. Vâng. Thế thì như thế thì bà biết đường đi thì bà cũng giúp cho cháu My vậy. Vâng. Vâng. Biết cầm 1 triệu. Dạ vâng. Ngày mai là cháu tiêu 1 triệu. trước tiên là sáng ra thôi lâu lâu để cho cháu nó ăn bát phở bà nhỉ. Ăn liên tục mà. À ăn liên tục ạ. Vâng. Thế ở đây bà cho ăn như thế được rồi. Chả trách tăng cân là đúng rồi. Ở nhà là gì có. Ngân chia sẻ thêm một chút cái hình ảnh, bởi vì là thông tin bởi vì là cháu thì cháu My là cũng có cái gọi là cái phần mà con gái mới lớn mà, cho nên là cũng có những cái mà cần phải chữa. Vâng, cho nên là Ngân cũng nhờ bà luôn. Vậy đấy, ở đây tất cả mọi thứ là cũng nhờ bà hết luôn. Chia sẻ với ông bà của chú như thế. Bây giờ thì Ngân sẽ lần này là khép video thật sự ở đây đấy ạ. Kính chào toàn thể quý ông bà của chú các anh chị. Hẹn gặp lại những video tiếp theo trên kênh Cuộc Sống Tây Bắc.